Nhân viên giao đồ ăn cứu mạng khách hàng đặt bữa ăn cuối cùng. Một nhân viên giao đồ ăn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã cứu mạng một khách hàng muốn tự tử nhờ để ý đến dòng ghi chú đặt hàng bữa ăn cuối cùng của đời tôi. Sau khi chú ý đến dòng ghi chú lạ lùng và không thấy người ra mở cửa, nam nhân viên này đã gọi cảnh sát thông báo rằng anh ta nghi ngờ khách hàng có thể tự tử. Khi cảnh sát và lính cứu hỏa đến nơi, người đàn ông chính là vị khách hàng đặc biệt kia đã từ chối mở cửa, thậm chí còn đe dọa sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ. Cảnh sát đã thuyết phục anh ta bình tĩnh trong khi các nhân viên cứu hỏa bí mật đi vào phòng và cứu được anh ta. Người nhân viên giao hàng đã được cảnh sát tuyên dương vì sự nhanh trí. Trước khi cảnh sát đến nơi, người đàn ông này đã uống 60 viên thuốc ngủ. Anh ấy cảm thấy tuyệt vọng và có lỗi với cha mẹ mình vì thua lỗ trong đầu tư, phía cảnh sát cho biết. Một người đàn ông tuyệt vọng đang kêu cứu lần cuối. Tôi rất vui vì người giao đồ ăn đã biết được sự tình, một cư dân mạng bình luận. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.